Ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ và người dân tổ chức gia cố tạm thời đoạn sạt lở bờ đông sông Hậu thuộc ấp Phú Thành, cách đồn biên phòng Phú Hữu khoảng 300 mét về hướng hạ nguồn. Được biết, đoạn sạt lở bờ đông sông Hậu nói trên trước đây đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 30 mét. Mặc dù địa phương đã huy động lực lượng tiến hành phương án khắc phục tạm thời, nhưng đến nay, đoạn này tiếp tục sạt lở tại các đoạn liền kề với tổng chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 3 mét. Trong đó, có đoạn sạt lở cách nhà người dân khoảng 5 mét và cách lộ giao thông nông thôn khoảng 7 mét. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân vận động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện gia cố tạm thời bằng phương án đóng cờ, chắc chà, dùng bao cát, bao đất để che chắn nhằm giảm áp lực dòng chảy tác động vào bờ tại đoạn sạt lở để bảo vệ lộ giao thông nông thôn.